trong số ba anh chị giám khảo thì mình đều có ấn tượng rất là tốt và rất là đặc biệt. Đối với chị Thu Minh thì chị Thu Minh như là cô giáo chủ nhiệm của mình vậy, lúc nào cũng rất là nghiêm khắc nhưng lại cho mình cái cảm giác là luôn muốn mình tốt hơn, luôn muốn mình phấn đấu và thôn đấu thật nhiều, luôn luôn thúc đẩy mình bằng cách nghiêm khắc ấy, mình cảm thấy rất là đáng quý. Về anh Bằng Kiều thì mình kỷ niệm đáng nhớ với anh là hai lần mà anh dạy bọn mình hát là ca khúc Sau Tất Cả và ca khúc Nơi Ấy. Anh Bằng Kiều hướng dẫn mình cảm thấy tiếp thu rất là tốt. Xong chương trình Việt Nam Idol này rồi mà nếu như có cơ hội anh Kiều còn rảnh thì mình vẫn muốn là sẽ vác xác sang và học thêm của anh Kiều những cách hát của anh, mình rất thích như vậy. Còn về anh Quang Dũng thì mỗi lần mình gặp anh Dũng mình đều rất là vui, bởi vì anh ấy rất hay nói đùa. Gặp mình ở trong hậu trường là hỏi hôm nay hát bài gì, thì mình bảo em hát bài này thế hát tốt chưa, anh rất quan tâm dành cho mình. Hay ở trên sân khấu anh rất hay đùa là từ ngày xem em rồi là anh thích cách ăn mặc của em, hôm nay cũng mặc một cái áo giống em này đấy. Mình rất thích cái cách nói đùa của anh như vậy. Thời gian qua thì em rất cảm ơn cả ba anh chị đã hướng dẫn cho em cách hát, rồi dạy em dẫn sân khấu phải như thế nào, cách học thuộc lời phải ra sao, khắc phục lỗi của em như thế nào. Em rất rất cảm ơn về điều đó. Ca khúc tới đây mà anh chị đã chọn và thử thách cho em thì em sẽ cố gắng tập trung hết sức để có thể hoàn thành tốt ca khúc và làm cho anh chị hài lòng, cũng như là mang đến phần trình diễn tốt nhất mà em có thể cho khán giả, tất cả mọi người. Yeah.
Wow. Xin chúc mừng Việt thắng. Xin cảm ơn vũ đoàn MC. Việt thắng, anh phải chia sẻ một điều, anh phải thú nhận một điều. Đến ca khúc ngày hôm nay, đến phần trình diễn ngày hôm nay, anh mới thấy thực sự thích em á. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, bởi gửi về tổng đài 6370 trước đã. Còn bây giờ thì chúng ta mới đến những phần chia sẻ của ba vị giám khảo. Anh Quang Dũng. À, đầu tiên anh thích cái đoạn mà em hát em là bà nội của anh mà em chỉ chị thông minh đó. Anh để ý chứ bộ. Em riêng em hát câu đó em chỉ có chị chị thông minh thôi. Em có nhớ là không phải để ý mà hai anh lúc đó né sang một bên. Nên chỉ có một người thôi. Thế nên hóa ra có thể rằng là em mới chỉ anh ấy. Mà anh né thì nó chung em. Anh nghĩ nếu Janice khi trình diễn ấy, thì làm người ta nể phục. Còn với em thì làm người ta yêu quý, người ta yêu. Đôi khi tình yêu nó cũng hơi mù quáng một chút. Đúng, 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 chính xác. Nhưng nó cũng có cái lý giải. Bởi vì em tình có một cái em có cái chất riêng, nhiều khi người ta yêu kể cả cái vụng về nó có gì đó rất là riêng. Đó là một cái tố chất mà những cái ca sĩ rất là thành công và nhiều người hâm mộ. Thì năm nay là một cái năm rất là thú vị nếu Janice được quán quân là một cái cô gái người nước ngoài đầu tiên. Còn nếu em được quán quân thì em là một cái người cũng rất là đặc biệt, một cái dòng underground xuất hiện tại đêm chung kết của Việt Nam Idol. Nói chung, cả hai anh đều cảm thấy rất là tại nguyện cho năm nay. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh ạ. Mời ca sĩ Bằng Kiều ạ. Thì đúng là như anh Dũng đã nói là cả hai người đã lọt vào đến trong này rồi thì mỗi người mỗi vẻ. Em á, nếu mà em là quán quân của năm nay á, thì em sẽ là một quán quân mà hát có nhiều lỗi nhất. Không. Có nhiều tật, cũng rất có nhiều tật. Có bạn này bạn nhiều tật lắm. Không, không nhiều bạn giá sĩ. I love you. Ok. Nhưng mà cái đó là mới chứng tỏ rằng dù như thế nào đi chăng nữa, đối với anh vẫn nói với tất cả mọi người, anh cái thành công của anh ngày hôm nay là sự may mắn rất nhiều, chiếm 90+% khả năng, sự cố gắng học hỏi chỉ có vài phần trăm thôi, và may mắn là cái mà quyết định rất nhiều. Và ngày hôm nay thì em và Janice Phương, người nào may mắn hơn thì người đấy sẽ được. Còn đâu là mình không thể nào mình so sánh được người này hay người kia hay là như thế này, bởi vì em có cái thế mạnh của em và em rất đáng yêu. Ngày hôm nay bài hát vừa rồi em làm cho tất cả mọi người giống như anh Dũng nói, yêu em. Và cái đó, yêu thì phải mù quáng. Đấy. Cảm ơn anh. Chị Thu Minh ạ. Minh ơi. Anh phát hiện ra có nhiều người mù quáng của em ạ. Minh đồng ý với những cái câu nói và quan điểm của anh Quang Dũng lẫn anh Bằng Kiều. Chỉ không đồng ý với một quan điểm của anh Bằng Kiều, đó là anh bảo rằng là 90+% tức là may mắn, mà chỉ có mấy phần trăm là sự cố gắng và năng lực mà thôi. Thì cái đấy em thấy anh nói hơi quá. Nhiều lúc là anh muốn nâng cao quan điểm của mình một chút xíu. Nhưng đối với em á, thật sự bây giờ này, trong suốt nhiều năm em ngồi ghế của ban giám khảo thì em thấy có rất nhiều bạn vào cất lên giọng hát, và cái giọng hát nó như một cái kiểu na ná như là anh vậy. Nó thành cái giọng hát của anh nó thành như là một khuôn mẫu, và tất cả mọi người rất nhất là những giọng hát nam và những giọng hát cao thì cứ hay nhìn vào đó để mà có một cái thước chuẩn đo mực. Chuẩn mực cho mình, đúng không? Nhưng tại sao cuối cùng cũng chỉ vẫn có một Bằng Kiều thôi? Bởi vì sao? Ông trời chỉ cho một mà thôi. Mà đã gọi
là cái nghề này là nghề là trời phú tài năng, em hiểu không? Cho nên rằng là dù có mài có rũa nhưng em phải là một viên ngọc thì mài rũa nó mới sáng được, chứ em là một viên sắt thì em có mài ngàn năm em cũng không sáng nổi. Chính vì như vậy, tố chất Việt Thắng rất là riêng của em, là trời cho, không, không ai có thể giống được em. Và cái đó là một cái sự đặc biệt. Tuy nhiên, nếu mà để nói so sánh thì chị sẽ so sánh rằng là nếu đưa một bài hát cho Janice Phương, chị nói thẳng rằng là Janice Phương sẽ hát tốt ngay. Còn em á, nghiên cứu sẽ phải, không, sẽ ngay lần đầu tiên em chưa chắc em đã hát tốt liền đâu. Nhưng mà em càng hát, càng hát thì em sẽ càng bật ra được cái riêng của em và cái duyên của em. Và khán giả là người luôn luôn nhìn thấy cái điều đó. Bởi vì sao? Họ không cân đo đong đếm một chút như những người có chuyên môn như chị. Bởi vì họ mù quáng, cho nên họ chỉ lắng nghe trái tim mình mà thôi. Và trái tim mình thì luôn luôn có một cái lý lẽ rất là riêng và một cái cảm nhận, nó giống như là một cái giác quan thứ sáu. Khán giả chỉ biết rằng là họ yêu em. Chính vì như thế, chị khẳng định một điều rằng là ngày hôm nay có thể là em chưa perfect, tròn trịa và hoàn hảo, nhưng chị tin rằng là trong những ngày sắp tới, cũng giống như là những bài hát mà trái tim không ngủ yên ngày hôm nay, em hát lần thứ hai là em hát tốt hơn. Vịn vào điều này, chúng ta có thể thấy được rằng là chắc chắn trong những ngày sắp tới, Việt Thắng của chúng ta sẽ có những bước nhảy và sự hoàn thiện nhiều hơn nữa. Cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Và Việt Thắng, hãy nói điều gì với những trái tim mù quáng nhưng mà lại rất là đáng yêu và rất là cần thiết dành cho bạn đi. Lần đầu tiên thì cho phép em được gửi lời vẫn là cảm ơn sâu sắc từ tận trong trái tim của em đến tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và ở bên cạnh em suốt thời gian vừa qua. Không biết là có mù quáng hay không phải mù quáng, nhưng mà cứ yêu em là em đã thích rồi. Cảm ơn ạ.